rất nhiều bạn có nụ cười chỉ hở lợi, nụ cười hở lợi gây ra tính mất thẩm mỹ này, là các bạn thiếu tự tin và đôi khi đánh mất rất là nhiều cơ hội trong cuộc sống. Hiện nay nền y học hiện đại đã có các cái technique điều trị cười hở lợi cực kỳ hiệu quả. Câu hỏi đặt ra mà nhiều người quan tâm đó là phẫu thuật cười hở lợi có tái phát không? Chương trình hỏi nhanh đáp gọn hôm nay thì chúng tôi sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này. Mình là bác sĩ Tùng, mình đến từ Nha khoa Thùy Anh. Trước hết các bạn cần được nha sĩ chẩn đoán tình trạng hở lợi do nguyên nhân gì. Các nguyên nhân thường gặp nhất đó là hàm trên phát triển quá mức, tức là cười hở lợi do xương hàm. Rồi là cười hở lợi do môi trên di động quá mức khi cười, hoặc là môi trên quá mỏng, tức là khi mà cười ấy, thì hở lợi là yếu tố do là môi trên. Rồi tiếp tục là do thân răng quá ngắn, tức là cười hở lợi mà do răng. Khi nhà trị phát hiện ra bạn cười hở lợi do nguyên nhân gì ấy, thì sẽ lập kế hoạch để điều trị và điều chỉnh cái nhóm nguyên nhân đó. Ví dụ như là giải pháp phẫu thuật cắt hàm hoặc là niềng răng thì chỉ định trong cái trường hợp là cười hở lợi do xương, hàm phát triển quá mức xuống phía dưới hoặc là vâu ra phía trước. Với những cái trường hợp mà do môi trên ấy, thì bạn có thể được chỉ định khâu cố định môi trên, tức là cái lip repositioning, hoặc là mình tiêm botox. Với những cái trường hợp mà cười hở lợi do thân răng ngắn ấy, thì nha sĩ sẽ tiến hành cắt lợi có tạo hình xương ổ, hoặc là mình chỉ bấm lợi thôi, tức là mình cắt lợi và không can thiệp gì đến vùng xương. Trong các cái điều kể trên đó, tất cả các cái điều trị đều không tái phát. Tuy nhiên, những can thiệp vào môi thì có tái phát. Như vậy là tất cả mọi cái thủ thuật đều không tái phát, trừ những cái can thiệp lên môi trên. Ví dụ như các bạn tiêm botox để các bạn điều trị cười hở lợi thì chỉ có kết quả trong vòng khoảng 4 đến 6 tháng thôi. Sau đó thì bạn sẽ phải tiêm nhắc lại, hoặc là cái phẫu thuật cố định môi trên, tức là mình làm lip repositioning thì sẽ tái phát nhanh chóng sau khoảng 2 đến 3 năm và có nguy cơ để lại sẹo. Với những cái phẫu thuật cắt hàm, chỉnh nha hoặc là cắt lợi có hoặc không có tạo hình xương ổ thì sẽ cho kết quả vĩnh viễn và không tái phát. Thì trong các chỉ định điều trị kể trên thì cắt lợi là một cái điều trị rất là thường gặp. Các bạn có thể tự đánh giá xem đó là răng của mình có bị ngắn hay không. Thì các bạn đo chiều dài của răng và chiều rộng của răng. Nếu mà chiều rộng mà chia cho chiều dài mà bằng 0.75 đến 0.18 á, thì là các bạn có thân răng bình thường. Mình sẽ ví dụ một số trường hợp để các bạn xem. Ví dụ như là các bạn xem một số trường hợp như vậy thì bọn mình sẽ chiếu slide cho các bạn coi cho rõ. Còn cái tỷ lệ lớn hơn cái tỷ lệ này thì là bất thường. Vậy là bạn đã xác định được mình có thân răng ngắn. Thì khi đó thì để có nụ cười đẹp hơn thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện cái phẫu thuật làm dài răng. Để làm dài răng thì có hai cách, đó là cắt lợi hay nhiều bạn gọi là bấm lợi, tức là mình không can thiệp gì xương ổ răng cả. Và trường hợp này thì có chi phí khá rẻ, dao động trong khoảng 4 đến 6 triệu thôi. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta cắt lợi và chúng ta có can thiệp xương ổ răng, hay còn gọi là di chuyển khoảng sinh học về phía chóp. Thì trong một cái video khác thì chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn biết là tại sao có bệnh nhân là chỉ cần cắt lợi thôi, mà có bệnh nhân thì lại phải có thêm cái thủ thuật là can thiệp xương ổ răng. Với việc can thiệp xương ổ thì các phẫu thuật sẽ diễn ra lâu hơn rất là nhiều, phải khâu hết tất cả các nhũ lợi và đặt lịch cắt chỉ sau 2 tuần sau đó. Với thủ thuật này thì chi phí cho mỗi ca dao động khoảng 12 đến 18 triệu. Vậy nên khi mà chẩn đoán thân răng lâm sàng ngắn rồi á, thì bạn cần được nha sĩ chẩn đoán tiếp, đó là nguyên nhân là tại sao, tương quan giữa cái đường ranh giới men răng với cả xương ổ răng như thế nào để có chỉ định thủ thuật đúng. Thì các bạn nhớ rằng trong bước chẩn đoán, nếu như trường hợp của các bạn là bắt buộc phải có cắt lợi này, sau đó kết hợp với cả mài tạo hình xương ổ, mà nha sĩ chỉ có cắt lợi thôi thì chắc chắn là nó sẽ tái phát. Ngược lại, nếu những cái trường hợp mà không cần mài xương ổ mà nha sĩ vẫn mài thì là sẽ làm chân răng bị yếu đi, sẽ lộ cái chân răng nhiều hơn và yếu hút kéo dài. Như vậy qua chương trình hôm nay á, thì các bạn đã trả lời được câu hỏi là điều trị cười hở lợi có tái phát hay là không. Mình xin nhắc lại một lần nữa, chỉ có can thiệp vào môi trên là có tái phát, còn tất cả các cách làm khác thì cho cái kết quả vĩnh viễn và có thể tiên lượng được. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái chương trình lần sau. Tôi là bác sĩ Tùng và tôi đến từ chuyên khoa phẫu thuật của Nha khoa Thùy Anh, và đây là chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn. Xin cảm ơn các bạn.